Được. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Mai Kim được hành tuần anh ạ. Đây là chương trình có thời giờ vào thứ Mỹ vào mỗi thứ năm hàng tuần. Và khung giờ vào đó là 12 giờ và 13 giờ đến 13 giờ. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề phương pháp không hiện đạo hiện đại có ăn không hay không, và phương pháp không có này với phương pháp này thì các chị em sẽ đẹp ngay tức thì như thế nào đó. Yêu cầu của khách hàng hôm nay sẽ là, thứ nhất là các bạn hãy like fanpage này, comment từ 1 đến 99, và like fanpage, like bài live stream, sau đó share bài live stream trên trang cá nhân của mình và check in fanpage, sau đó share bài live stream trên 3 hội nhóm bất kỳ và tag 5 người bạn của mình vào bài live stream nhé. Và thể loại chương trình thì mỗi người sẽ được mỗi chị em tham gia sẽ được comment một con số may mắn. Một con số may mắn bao gồm hai chữ số từ 01 đến 99. Và bác sĩ Tuấn Anh đến cuối chương trình sẽ bốc thăm một phần quà. Đó là đây ạ, trên tay tôi chính là món bất ăn ạ. Bác sĩ Tuấn Anh sẽ bốc một phần quà duy nhất con số này nếu thuộc về chị em nào comment đúng con số may mắn thì các chị ý sẽ nhận giải thưởng. Và các chị đáp ứng đủ thời đại chương trình thì các chị có đủ điều kiện để nhận giải thưởng và thực hiện phẫu thuật sớm nhất. Ví dụ trên tay tôi đây là con số 07. Nếu chị em nào comment số 07 và thực hiện đúng đủ thời đại của chương trình thì phần quà sẽ dành cho các chị. Còn nếu chị nào không có khách hàng nào comment đúng con số 07 thì khách hàng comment gần con số 07 nhất sẽ được nhận giải. Và hai khách hàng comment trùng số của nhau thì sẽ khách hàng nào comment trước sẽ nhận được giải thưởng. Đó. Và trong cái bài viết này thì lát nữa chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Tuấn Anh để nghe chia sẻ về của bác sĩ, và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số hình ảnh mà khách hàng đã thực hiện dịch vụ phun mẫu của bác sĩ Tuấn Anh nhé. Phần quà hôm nay chính là giải thưởng hút mỡ bắt tay. Và đây là hình ảnh của khách hàng đã thực hiện hút mỡ bắt tay. Đó, đây là hình ảnh trước hút mỡ. Thì trước khi hút mỡ bắt tay thì phần góc của khách hàng khá là nhiều mỡ và có cả cơ, nhưng phần cơ của khách hàng thích là lượng mỡ nhiều hơn. Thế nên là cái phương pháp hút mỡ này đối với khách hàng là chỉ để đây chúng tôi đã hút chỉ để cho khách hàng, và đây là kết quả sau 1 tháng thì khách hàng hút mỡ lại vô cùng đẹp, đúng không ạ? Đây là feedback của khách hàng nhé. Và đây cũng là một trường hợp một chiếc khách hàng đang cho con nhỏ đó, đang đưa con nhỏ, và qua thời gian tập luyện như là chúng tôi giảm cân thì cũng không cải thiện được nhiều. Sau đó chị cũng quyết định tới gặp bác sĩ Tuấn Anh để nghe tư vấn và thực hiện dịch vụ hút mỡ bắt tay của bác sĩ Tuấn Anh. Và lượng mỡ hút ra được khoảng 200 ml đó. Và đây là hình ảnh khách hàng sau 1 tháng. Và đây là hình ảnh hút mỡ của khách hàng sau 2 ngày mà khách hàng đã khi khách hàng cho tỉnh cái anh nhé. Đó, đây là hình ảnh trước khi hút mỡ của khách hàng ạ. Khá to đúng không ạ? Và đây là hình ảnh sau 2 ngày hút mỡ đấy ạ. Đó, thế đây là chị em đang gặp phải tình trạng bắp tay bị to và nhiều mỡ thì rất là nhiều, mà chưa tìm được cái phương pháp nào hợp lý cho mình. Thì ngay hôm nay đây thì các chị em sẽ được gặp gỡ bác sĩ Tuấn Anh để hiểu hơn và được nghe những chia sẻ của bác sĩ về phương pháp hút mỡ hiện đại và an toàn nhất Việt Nam mà Tuấn Anh mang lại cho các bạn. Thì tôi xin nhắc lại tỷ lệ của chương trình đó. Chị em nào đang quan tâm hãy nhanh tay like fanpage và đáp ứng đủ những yêu cầu của thể loại chương trình để các bạn có cơ
thì sẽ được tặng 16 triệu. Và các bạn chỉ cần chi trả 4 triệu thôi ạ, là các bạn đã có một dịch vụ nước mắt cánh tay triệt để. Đó, tôi sẽ nhắc lại thể lệ của chương trình này. Các chị em tham gia livestream hãy like hết này, comment số đầu, comment hai con số từ 01 đến 99, mỗi chị em chỉ được comment một lần duy nhất thôi nhé. Còn những lần sau comment con số tiếp theo thì sẽ không được tính nhé. Like fanpage, like bài livestream, share fanpage và share bài livestream trên trang cá nhân và check in fanpage, đồng thời share bài livestream trên ba hội nhóm bất kỳ và tăng 5 người bạn của mình vào cái livestream này nhé. Đó, các chị em tham gia cũng đã nhiều đúng không ạ? Trước khi nghe chia sẻ của bác sĩ Cẩm Anh thì các chị em hãy nhanh tay thực hiện những yêu cầu của mình đi, chỉ có 5 phút thôi ạ. Chỉ có 5 phút để thực hiện tất cả những yêu cầu để các bạn có thể nhận được giải thưởng của chương trình. Các chị em nào đang gặp phải tình trạng hút mỡ bắt tay và đang muốn thực hiện dịch vụ hút mỡ bắt tay của chị Tuấn Anh thì hãy comment vào nhé, comment vào trong livestream này để chúng tôi có thể ủng hộ cho các bạn tư vấn riêng và các bạn sẽ nhận được cái giải thưởng này từ bác sĩ Tuấn Anh nhé. Có bao nhiêu chị em đang tham gia? Đấy, xin nhắc lại thể lệ của chương trình một lần nữa nhé. Thể lệ của chương trình là các chị em hãy comment hai con số từ 01 đến 99, từ 01 đến 99 nhé. Sau đó like fanpage, like bài livestream, share fanpage lên trang cá nhân, đồng thời share bài livestream trên ba hội nhóm bất kỳ. Sau đó tăng 5 người bạn vào bài livestream này nhé. Và khi mà các chị em mà comment con số may mắn của mình thì bác sĩ Tuấn Anh sẽ bốc một con số, nếu con số đó trùng đúng với con số mà các bạn comment thì bạn nào comment trước thì sẽ được tính. Và yêu cầu thể lệ của chương trình đủ, tất cả những yêu cầu thì các chị em mới có đủ điều kiện để thực hiện nhận giải và làm thủ tục để thực hiện phẫu thuật nhé. Nếu mà chị em nào comment đúng con số may mắn mà bác sĩ Tuấn Anh bốc phải nhưng chúng ta còn thiếu những yêu cầu trả lời chương trình thì các chị em sẽ không được nhận giải và giải thưởng sẽ nhường cho một khách hàng khác comment con số đó hoặc con số gần với con số may mắn nhất và đúng cái tỷ lệ. Trên bụng dưới và hút mỡ lưng đó, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các chị em một trường hợp khách hàng hút mỡ bụng trên bụng dưới eo hông lưng và kết hợp tạo hình bụng chuyển lớn đó. Đây là hình ảnh của khách hàng trước khi thực hiện. Chị gái này thì sau sinh thì chị sinh hai bé và vùng da bụng thì rất nhiều mỡ thừa và da trùng đó. Thì sau khi trải nghiệm dịch vụ hút mỡ thì cái lượng da trùng nó sẽ xuất hiện nhiều hơn, thì chị đã kết hợp với dịch vụ hút mỡ đó là dịch vụ căng da bụng, tạo hình thành bụng chuyển rốn đó. Và đây là kết quả rất là đẹp đúng không ạ? Bụng rất là eo thon rồi đấy ạ. Đó, lượng da trùng và mỡ thừa đã được loại bỏ tối đa và thay vào đó là một cái vòng eo cong kín của khách hàng và rất phù hợp với khách hàng. Và khách hàng vô cùng hài lòng đã gửi feedback. Chúng tôi sẽ cắt feedback sau livestream này. Các chị em hãy nhanh tay
hay comment nhé và chia sẻ bài viết bài livestream này trên trang cá nhân nhé. Cảm ơn mọi người. Còn chị nào đang comment mà chưa tăng năm người bạn mình vào, hãy tăng 3 năm người bạn mình vào đi ạ, để chúng ta có thể chứng nhận cái phần quà may mắn này nhé. Và phần quà hôm nay thì chỉ duy nhất có một giải thưởng thôi ạ, một giải thưởng trị giá 16 triệu đồng đó ạ. Giá trị của vụ hôm nay cũng tăng. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, thể lệ của chương trình ạ. Chị em nào đang comment hai con số may mắn của mình rồi thì hãy nhanh tay like fanpage này, like đài livestream này, share đài livestream trên trang cá nhân, đồng thời share trên ba hội nhóm bất kỳ và bắt đầu tăng năm người bạn của mình, tăng năm người bạn vào livestream này nhé, để chúng ta có thể nhận được giải thưởng của bác sĩ Tuấn Anh ạ. Chị em thường hay hỏi là hút mỡ tóc tay thì có đau không đúng không ạ? Thì về cái dịch vụ hút mỡ tóc tay của chị Tuấn Anh thì chúng tôi sẽ gây tê tại chỗ, khiến cho chị em sẽ không có cảm giác đau. Và trong quá trình phẫu thuật chỉ trong vòng 30 phút thôi thì các chị em vẫn có thể nói chuyện bình thường, tìm không cảm giác đau khi đã thực hiện hút gây tê rồi ạ. Việc mỡ hoặc tóc tay thì cho các chị em rất là mất thẩm mỹ, cũng như là trong sinh hoạt, nên là chính bởi những lượng mỡ thừa này khiến cho các chị em cảm thấy mất tự tin và muốn loại bỏ. Thì với thẩm mỹ của anh, với dịch vụ hút mỡ nội soi sẽ đảm bảo được quy trình thực hiện cũng như là kết quả mang tới chị em vô cùng hoàn hảo. Chị em nào đang gặp phải tình trạng của chúng tôi, đang gặp phải tình trạng hút mỡ cánh tay, đang gặp phải tình trạng mỡ thừa ở vùng bắp tay thì em chóng comment ngay dưới livestream này để có thể nhận được cái phần quà hấp dẫn này nhé. Với những cái trường hợp chỉ định cho hút mỡ tóc tay thì với những cái bạn nam hoặc những trên 18 tuổi và mỡ tích tụ khá nhiều khiến cho các bộ phận như bắp tay này, chân này, vùng bụng trở nên quá khổ thì chúng ta vẫn sử dụng được cái dịch vụ hút mỡ này. Và chúng ta muốn xóa bỏ mỡ thừa này mà không cần phải ăn kiêng hoặc kiêng thì chúng ta nên sử dụng dịch vụ hút mỡ. Sử dụng. Các bạn có bệnh tiểu đường.
dù những huyết áp thấp tay còn việc nồng độ cao lên trên người thì chúng ta sẽ không nên mất. Từ 01 đến 99 và like fanpage, like live stream này. Sau đó sau bài live stream trên trang cá nhân và check in fanpage, đồng thời share bài live stream trên ba hội nhóm bất kỳ, và kết hợp chúng ta sẽ tăng 5 người bạn của mình vào bài live stream này để có thể có cơ hội nhận quà nhé. Đây ạ, đây là cái phần nhận quà của ta hôm nay. Và tôi xin nhắc lại yêu cầu của chương trình nhé. Các bạn hãy comment một con số may mắn từ 0199, sau đó like bài livestream, like fanpage và share bài livestream trên trang cá nhân, đồng thời trên ba hội nhóm bất kỳ và check in fanpage nhé. Sau đó tăng 5 người bạn bất kỳ mình vào trong bài livestream này. Và chỉ với 5 yêu cầu đó, các chị em đã có đủ điều kiện để nhận được giải thưởng rồi ạ. Các chị em đã comment con số may mắn của mình chưa ạ? Các chị chắc là như nói rồi đúng không? Là dịch vụ hút mỡ cánh tay. Như tôi có trao đổi trong một cái video trước thì cánh tay của người phụ nữ là thường là ai cũng thừa mỡ, hầu như anh vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt là các bạn cân nặng thấp hơn so với lúc bình thường. Còn cân nặng mà ai bình thường nhé, so với chiều cao hoặc là cân nặng hơn một chút, thừa cân một chút thì ai cũng đều có thừa mỡ cánh tay, nên cái việc cải thiện vùng cánh tay sẽ tạo cho cái sự tự tin của chị em lên rất nhiều. Và các chị em biết là một ngày diện những món đồ bó hoặc là những cái váy sẽ phải nhiều, không ai sẽ phát hiện ra là cánh tay mình to thì như cái dáng người sẽ rất đẹp. Và quá trình phẫu thuật thì rất là nhanh chóng, thậm chí chúng ta có thể gây tê được vòng tay lưng trong ngày, chỉ 30 đến 45 phút không cả cơ thể. Bây giờ để các bạn không phải chờ lâu nữa nhé, tôi sẽ bốc thăm. Màu xanh. Con số rồi đấy. Số này gồm hai chữ số và bắt đầu bằng số 9. Bắt đầu bằng số 9. Nghĩa là bạn nào mà đoán trong khoảng từ 90 đến 199 là cái cơ hội trúng sẽ cao. Bắt đầu bằng hai chữ số và số đầu là số 9. Ngày này bốc được số rất là to. Đó, số điện thoại nhé.
94. Đó, số 94. Có nhiều comment không? Có 3, 9, 6, 4, 9, 9, Nani. Số 94. Tư chắc có thể không ai có đâu, nhưng mà gần đó chắc sẽ có. Ngồi vào chia sẻ đâu. Con số gần con số 94 nhất sẽ được nhận giải và đáp ứng đủ thể lệ của chương trình. Tôi sẽ nhắc lại thể lệ của chương trình sau khi các bạn được nhận giải đó. Đó là comment một con số may mắn này. Sau điều kiện thứ hai là chúng ta like fanpage và like và live stream. Điều kiện thứ ba là share fanpage trên trang cá nhân, đồng thời check in bài share. Điều kiện thứ tư là share trên ba hội nhóm bất kỳ bài live stream nhé. Và điều kiện thứ năm, điều kiện cuối cùng là ta mời bạn của mình vào trong bài live stream này. Và phần quà ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt, đó là 80% những cái mẫu bắt tay trị giá 16 triệu dành cho 1 triệu may mắn nhất. Và đến những cái